Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày, cũng như những video về đời sống. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada trưa thứ tư ngày 24 tháng 4 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, FDA Hoa Kỳ nói sữa thương mại an toàn dù có sự hiện diện của virus cúm gia cầm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết Họ đã tìm thấy các hạt virus cúm da cầm trong một số mẫu sữa tiệt trùng, nhưng cho biết là nguồn cung cấp sữa thương mại vẫn an toàn. FDA cho biết vì sữa đã được tiệt trùng nên vẫn an toàn cho người tiêu dùng vì quá trình này tiêu diệt vi khuẩn và virus có hại bằng cách đun nóng sữa đến nhiệt độ cụ thể. FDA cho biết, dựa trên thông tin hiện có, quá trình thanh trùng có khả năng làm bớt hoạt virus. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến sẽ không loại bỏ được sự hiện diện của các hạt virus cơ quan này cho biết họ đã đánh giá sữa từ động vật bị ảnh hưởng trong hệ thống chế biến và trên kệ họ cho biết là họ đang hoàn thiện một mẫu thí nghiệm lớn mang tính đại diện trên toàn quốc để hiểu mức độ của những phát hiện này fda còn cho biết họ đang đánh giá thêm bất kỳ phát hiện tích cực nào thông qua các xét nghiệm cấy vào trứng được mô tả là tiêu chuẩn vàng để xác định virus còn sống cơ quan cũng cho biết họ thấy không có gì có thể thay đổi đánh giá cho rằng nguồn cung cấp sữa thương mại là an toàn đồng thời cho biết thêm rằng kết quả từ nhiều nghiên cứu sẽ được công bố trong vài ngày đến vài tuần tới. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đã có những trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở bò sữa được xác nhận tại 8 tiểu bang của đất nước. Trong số đó có một trường hợp ở người có liên quan đến đợt bùng phát ở bò sữa, vụ việc được báo cáo ở bang Texas vào ngày 1 tháng 4. Cơ quan biên giới CBSC ra thông báo dành cho người chèo thuyền vào hoặc là ra khỏi Canada Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA đang nhắc nhở tất cả những người chèo thuyền tư nhân về nghĩa vụ, nhập cảnh và báo cáo của họ khi di chuyển trong vùng biển Canada hoặc là vào Canada bằng thuyền. Các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào hành trình, quốc tịch và số lượng hành khách trên tàu. Nếu bạn vào vùng biển Canada và chỉ đơn giản là đi du ngoạn trong ngày và không dừng lại trước khi rời vùng biển Canada, thì bạn không cần phải trình diện với cơ quan CBSA nhưng nếu bạn cập bờ trên đất liền của canada hay là thả neo neo đậu hoặc đi cùng một chiếc thuyền khác khi ở trong vùng biển canada hoặc khi bỏ hàng hay là đón người khác ở canada thì bạn phải báo cáo với cbsa hầu hết những người chèo thuyền tư nhân đều có hai cách để báo cáo với cơ quan cbsa bao gồm gọi đến telephone reporting center của cbsa để yêu cầu được thông quan gọi đến số điện thoại miễn phí theo số 1888-226-7277 hoặc nói chuyện trực tiếp với nhân viên CBSC. Cũng cần lưu ý rằng, các tàu tư nhân chở từ 30 hành khách trở lên thì phải nộp đơn xin thông quan tại địa điểm báo cáo hàng hải được chỉ định ít nhất là 72 giờ trước khi bạn đến vùng biển Canada. Nếu không báo cáo cho cơ quan CBSC, ngay cả khi đó là để tiếp nhiên liệu, có thể bạn bị giam giữ, tịch thu thuyền và hoặc bị phạt tiền Mức phạt tối thiểu nếu không báo cáo với CBSC khi nhập cảnh vào Canada là 1.000 đô la. Các nước trong Liên minh Five Eyes đang nỗ lực chống lại bán phá giá khoáng sản quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Canada bà Christia Freeland vào hôm thứ Ba cho biết Canada và các đối tác thuộc Liên minh Five Eyes đang nỗ lực đưa ra phản ứng nhằm giải quyết vấn đề thao túng giá cả các kim loại quan trọng. Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand là những quốc gia có mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes. Các bộ trưởng tài chính của năm quốc gia này đã gặp nhau vào hôm thứ năm tuần trước trong phiên họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Washington. Bộ trưởng Freeland cho biết, bà và các đối tác từ liên minh Five Eyes đã thảo luận về cách mà các quốc gia này có thể kết bạn mạng lưới chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của họ nhằm chống lại việc bán phá giá các khoáng sản quan trọng trên thị trường quốc tế bởi các nước sản xuất lớn như là Trung Quốc và Indonesia. Bộ trưởng Freeland cho biết Canada và các đồng minh của họ tin rằng Niken, tức là Nico và các khoáng chất đất hiếm khác đang tràn ngập trên thị trường một cách cố tình nhằm để đẩy các công ty Canada và các nước đồng minh ra khỏi hoạt động kinh doanh. Canada đã liệt kê 31 kim loại là khoáng sản quan trọng, cần thiết cho quá trình chuyển đổi công nghệ và năng lượng trong tương lai. Bán phá giá là một hành vi thương mại phản cạnh tranh, trong đó một quốc gia xuất khẩu một số sản phẩm nhất định với giá thấp hơn giá bán ở nước sở tại. Vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada ông Jonathan Wilkinson cũng đã bày tỏ lo ngại tương tự về việc thao túng giá và bán phá giá kim loại dùng trong xa điện. Canada trong nỗ lực khuyến khích đầu tư vào chuỗi cung ứng xa điện và kim loại quan trọng đã đưa ra các khoản tín dụng thuế đầu tư trong ngân sách hàng năm gần đây nhằm để thu hút sự quan tâm từ các nhà sản xuất xa hơi toàn cầu như là honda theo bộ trưởng freeland trong khi hoa kỳ có đạo luật giảm lạm phát một đạo luật mà nhằm vào những đầu tư vào năng lượng sạch đã làm thay đổi cục diện đầu tư toàn cầu thì chính sách đầu tư của canada là chính sách duy nhất trên thế giới mà có thể so sánh và cạnh tranh với hoa kỳ canada được cho là sẽ chịu thiệt hại kinh tế lớn hơn là hoa kỳ nếu ông Trump tái đắc cử. Theo một báo cáo mới cảnh báo, Canada sẽ phải chịu gánh nặng kinh tế lớn hơn là Hoa Kỳ nếu cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Phân tích do Scotiabank Economics công bố cho biết, nếu ông Trump quay trở lại tòa bài đốc và thực hiện cam kết áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ, ngoại trừ Trung Quốc, Quốc gia này sẽ phải đối mặt với mức thuế 60% đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các quốc gia thì sẽ phản ứng lại bằng cách áp mức thuế của riêng họ. Báo cáo cho thấy là các quốc gia khi phản ứng bằng cách áp mức thuế của riêng họ sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. GDP của Hoa Kỳ có thể sẽ giảm hơn 2% vào năm 2027 so với dự báo hiện tại, trong khi lạm phát sẽ tăng 1,5%, dẫn đến lãi suất tăng thêm 2%. Ở Canada thì tác động kinh tế thậm chí còn rõ ràng hơn với mức giảm GDP dự kiến sẽ là 3,6%, do nước này phụ thuộc vào thương mại với lạm phát của Mỹ, và lãi suất cũng sẽ bị đẩy lên trong 2 năm tới với mức 1,7% và 1,9%. Ông Jean-François Perrault, là nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Scotiabank và là tác giả của báo cáo này cho biết những gì mà ông Trump đang muốn làm còn rộng hơn và đáng lo ngại hơn nhiều so với các mức thuế mà ông ấy đã áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên. Báo cáo cũng là một lời nhắc nhở khác rằng, Canada cần khẩn trương giải quyết các vấn đề về năng suất tục hậu, với cảnh báo rằng vấn đề này khiến Canada dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc kinh tế do những thay đổi chính sách thương mại ở Mỹ và nước ngoài gây ra. Ông Perot cho rằng đã quá muộn để khắc phục vấn đề trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Phải mất một thời gian dài để thay đổi hướng đi về năng suất, ông Pro cho hay, có thể bạn sẽ đạt được một số nền tảng trong vài quý tới, nhưng chúng ta phải cần rất nhiều tiến bộ để đạt được mục tiêu cần đạt được để chống chọi với những cú sốc kinh tế của Hoa Kỳ. Các chính sách của ông Trump được cho là có nhiều khả năng hơn của tổng thống Joe Biden, mặc dù phân tích đã xem xét tác động của các chính sách do cả ông Trump và tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất nhưng nó tập trung nhiều hơn vào hậu quả từ những lời hứa của ông Trump. Ông Perot cho biết đó là bởi vì chúng không chỉ có khả năng ảnh hưởng tiêu cực cao hơn, mà còn vì chúng có nhiều khả năng được thực hiện hơn là lời hứa của ông Biden về việc tăng thuế suất doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, cựu tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, trị giá khoảng 50 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu vào Mỹ, sau đó mở rộng sang 300 tỷ đô la Mỹ khác, gây ra cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhiều mức thuế trong số đó vẫn được áp dụng dưới thời chính quyền ông Biden. Ông Trump cũng đã áp dụng mức thuế lên tới 25% đối với máy giặt, tấm pin mặt trời, thép và nhôm nhập khẩu vào năm 2018. Canada và Mexico sau đó đã được miễn thuế thép và nhôm vào năm 2019, mặc dù thuế nhôm của Canada đã được áp dụng lại một thời gian ngắn vào năm 2020. Dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy những mức thuế đó không có mức thuế nào được quốc hội đưa vào luật hoặc là phê duyệt đã khiến các nhà sản xuất Mỹ thiệt hại hơn 230 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 3 năm 2024 và khiến nền kinh tế Hoa Kỳ bị thu hẹp 0,3% theo báo cáo của Scotiabank. kịch bản có khả năng xảy ra nhất đó là ông Trump sẽ tiếp tục chương trình cắt giảm thuế của năm 2017 sau khi hết hạn vào năm 2025 kết hợp với các mức thuế áp dụng chung thì sẽ khiến cho GDP của Canada thấp hơn 3% trong dài hạn còn GDP của Mỹ sẽ giảm hơn 2%. Báo cáo của ngân hàng Scotiabank cũng xem xét tác động của lời thề lập đi lập lại của ông Trump về việc trục xuất hàng loạt khoảng 10 triệu người nhập cư, không có giấy tờ, sống bất hợp pháp ở Mỹ. Điều mà ông Perot thừa nhận sẽ không khả thi về mặt chính trị và logic. Phân tích cho thấy động thái này cũng sẽ có hại về mặt kinh tế, làm giảm vĩnh viễn cả việc làm và GDP của Mỹ xuống 3%, mặc dù tác động đối với Canada sẽ không đáng kể. Canada đang muốn bán các tòa nhà văn phòng liên bang sẽ diễn ra nhanh gấp đôi. Người phụ trách hàng chục triệu feet vuông không gian văn phòng liên bang đang đọc mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ của chính phủ trong việc bán đi các tòa nhà. Ông Mark Quinlan, trợ lý thiếu trưởng Bộ Dịch vụ Địa ốc tại Bộ Dịch vụ Công và Mua sắm Canada, gọi tắt là PSPC, cho biết bộ này đã thành lập một nhóm đặc biệt để đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản. Các chính sách yêu cầu của Bộ Dịch vụ PSBC phải tham khảo ý kiến của các tỉnh, thành phố, các sở ban ngành khác và các đối tác bản địa trước khi giao bán bất động sản. Tại hội nghị thượng đỉnh về xây dựng thành phố do Ủy ban Thương mại Ottawa tổ chức, ông Quyên Linh nói, quá trình đó mất rất nhiều thời gian và nó chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của hầu hết các bộ phận. Trung bình phải mất 9 năm để xử lý một tòa nhà chính phủ và Bộ Dịch vụ PSPC đang muốn chia nhỏ thời gian đó tối thiểu là một nửa. Ông Quinlan Linh thừa nhận rằng 4 đến 5 năm có vẻ vẫn còn dài, nhưng ông cho biết chính phủ đang tìm cách đưa ra các ngoại lệ đối với các chính sách của họ và bán hàng trực tiếp trên cơ sở đẩy nhanh. Hiện tại, Bộ Dịch vụ PSVC có danh sách thanh lý gồm 10 tài sản dư thừa ở khu vực thủ đô quốc gia mà họ đang tìm cách bán đi. Hiện không có bất động sản nào trong số đó được sao bán, và các chính trị gia cũng như là nhà phát triển đã chỉ trích tốc độ chậm chạp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở. Ngân sách năm 2024 đặt mục tiêu 10 năm để cắt giảm một nửa danh mục văn phòng trên list của PSPC. Hiện tại, bộ vẫn đang xây dựng kế hoạch địa ốc dài hạn nhằm tổng hợp danh sách tổng thể các tài sản dư thừa. Về công việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở mới trên đất liên bang, hiện tại thì công ty Canada Lands đang xem xét kỹ lưỡng những bất động sản trong list của PSPC đó để xem những bất động sản nào có thể trở thành nhà ở. Tập đoàn Crown của chính phủ Công ty mua, quản lý và phát triển tài sản liên bang đang lên kế hoạch đưa hàng ngàn ngôi nhà đến khu vực Ottawa thông qua một số dự án đang triển khai từ Tunney's Pasture đến Confederation Heights. Ngân sách liên bang được công bố trong tháng này đã trao cho Canada Lands những quyền lực mới cho phép họ xây dựng nhiều ngôi nhà nhanh hơn bao gồm cả ở Ottawa. Mặc dù chính phủ liên bang thường bán tài sản cho Canada Lands theo giá thị trường, nhưng hiện tại họ đang tìm cách chuyển nhượng tài sản đó với giá 1 đô la bất cứ khi nào có thể để hỗ trợ nhà ở giá rẻ. Canada Lands đang tìm cách vượt quá 20% nhà ở giá rẻ trong các dự án của họ và chính sách 1 đô la sẽ khiến điều đó trở nên khả thi hơn về mặt tài chính. Ottawa thì bơm thêm 36 triệu đô la vào quỹ bồi thường thương tích cho vaccine. Chính phủ liên bang đã bổ sung 36,4 triệu đô la vào chương trình được thiết kế để hỗ trợ những người bị thương tích hoặc tử vong do vaccine kể từ cuối năm 2020. Chương trình này được công bố ngay sau khi các mũi tiêm ngừa COVID-19 lần đầu tiên được cung cấp rộng rãi cho công chúng. Qua đó cung cấp khoản bồi thường tài chính cho những người bị ảnh hưởng do vaccine được Bộ Y tế Canada phê duyệt. Đảng Tự do đã dành riêng 75 triệu đô la trong 5 năm đầu tiên của chương trình cho đến nay thì một công ty tư nhân tên là Oxaro đã nhận được 56,2 triệu đô la từ Ottawa để điều hành chương trình và thanh toán các yêu cầu bồi thường hợp lệ đối với các tỉnh bên ngoài tỉnh bang Quebec. Tỉnh bang Quebec thì đã có chương trình riêng để bồi thường thương tích do vaccine từ năm 1985 và đã nhận được 7,75 triệu đô la khi chương trình liên bang được triển khai. Chính phủ đảng tự do đã dành riêng thêm 36 triệu đô la khác cho công ty Oxaro và tỉnh bang Quebec để chi trả cho hai năm tiếp theo của chương trình như một phần ngân sách liên bang được trình lên Hạ viện vào tuần trước. Chi phí của chương trình phụ thuộc vào số lượng người nộp đơn xin bồi thường. Tính đến tháng 12 thì Oxaro đã nhận được 2.233 yêu cầu bồi thường và phê duyệt 138 yêu cầu trong số đó. Số liệu thống kê hiện có không nêu rõ loại vaccine nào có liên quan. Để đủ điều kiện được bồi thường, bệnh nhân hoặc người thụ hưởng của họ phải có khả năng chứng minh rằng họ đã bị thương tích nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng hoặc làm thay đổi tính mạng, dẫn đến tình trạng khuyết tật, mất khả năng lao động, bệnh nhân bị khuyết tật từ khi sinh ra hoặc là tử vong. Theo Bộ Y tế Canada, hơn 105 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 và 0,01% dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng. Các parkways tuyệt đẹp của Ottawa đóng cửa giao thông trong năm nay sau cuộc tranh luận sôi nổi vào năm ngoái, Ủy ban Thủ đô Quốc gia NCC tuyên bố sẽ đóng cửa một số con đường và không cho xe chạy để nhường chỗ cho các hoạt động tích cực như là đi bộ, đi xe đạp và trượt patin skating, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 và cho đến 14 tháng 10. Ủy ban NCC sẽ cấm một phần Queen Elizabeth Driveway vào các ngày cuối tuần và ngày lễ rơi vào thứ hai, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đường driveway giữa Somerset Street West và Fifth Avenue cũng sẽ cấm xe chạy vào thời điểm đó. Kichi j trước đây là Sir John A. McDonald Parkway, sẽ đóng cửa từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Vimy Place đến Collin Avenue trong cùng thời gian. Sir George Etienne Cartier Parkway sẽ cấm giao thông từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Aviation Parkway đến San Joseph Boulevard ở Orleans. Đóng cửa sẽ kéo dài vào mùa hè này, trong suốt tháng 7 và tháng 8, đường Queen Elizabeth Driveway từ Somerset Street đến Pretoria Avenue vẫn sẽ đóng cửa 24 trên 7. Ủy ban NCC, cơ quan quản lý các parkways có cảnh đẹp, đã bắt đầu dành một phần Queen Elizabeth Driveway cho người đi bộ và người đi xe đạp ngay từ đầu đại dịch COVID-19. <laughs> Tỉnh bang Ontario tăng giới hạn tốc độ trên một số đoạn đường highways Chính quyền tỉnh bang Ontario cho biết họ sẽ sớm tăng giới hạn tốc độ dọc theo một số đoạn đường highway cấp tỉnh, bao gồm highway 401 và highway 403. Trong thông cáo báo chí vào thứ Tư hôm nay, chính quyền tỉnh xác nhận bắt đầu từ mùa hè này, giới hạn tốc độ sẽ được tăng từ mức 100 km một giờ lên 110 km một giờ trên 10 đoạn đường highway của tỉnh bang ở cả phía nam và phía bắc của Ontario. Mặc dù không có đoạn nào thuộc khu vực đại đô thị Toronto, nhưng Highway 403 từ Brandford đến Hamilton và từ Woodstock đến Brandford là hai khu vực được xác định sẽ tăng giới hạn tốc độ. Tốc độ khi lái xe cũng sẽ được tăng lên dọc theo đoạn đường dài 35 km trên Highway 401 từ Highway 35 hay 115 đến Cobourg. Những thay đổi sẽ có hiệu lực trên phần lớn các đoạn đường vào ngày 12 tháng 7 và phần còn lại sẽ diễn ra trước cuối năm. Mặc dù đã gần đến tháng 5 nhưng thời tiết ở tỉnh bang Ontario dự kiến sẽ có một số đặc điểm giống như mùa đông và bạn chắc chắn sẽ muốn mang theo khăn quàng cổ và găng tay của mình lâu hơn một chút. Theo The Weather Network, thời tiết sẽ lạnh hơn trong hôm nay thứ Tư, 24 tháng 4 và ngày mai thứ Năm. Dự báo cho biết nhiệt độ cao và ban ngày sẽ vượt quá mức đóng băng một chút ở các khu vực phía Bắc và duy trì ở mức một con số ở phía Nam. Nhiệt độ qua đêm sẽ dao động từ 1 độ C đến lạnh tới âm 5 độ C ở trung tâm Ontario vào sáng thứ năm, với dự báo sẽ có sương muối, nếu đã bắt đầu trồng cây thì bạn cần phải bảo vệ chúng trước thời điểm đó. Nhiệt độ sẽ ổn định ở mức trung bình cho đến cao bắt đầu từ cuối tuần này cho đến hết tuần sau. Tám cửa hàng thịt Hala đóng cửa ở Calgary, cảnh báo rủi ro sức khỏe đối với thịt không được kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh này. Alberta Health Services (AHS) đã đưa ra cảnh báo công khai liên quan đến một số doanh nghiệp ở thành phố Calgary nơi có thể đã bán thịt chưa được kiểm tra với lý do là có những rủi ro sức khỏe đáng kể. Thông báo nêu rõ bất kỳ loại thịt hoặc sản phẩm nào có chứa thịt được mua từ bất kỳ địa điểm nào trong số 8 địa điểm đã được lệnh đóng cửa trong những ngày gần đây phải bị loại bỏ ngay lập tức. Vào tháng 11 năm ngoái, cuộc điều tra của cảnh sát ACMP ở Alberta về việc giết mổ cừu và dê bất hợp pháp ở miền nam của tỉnh bang Alberta đã dẫn đến đóng cửa 6 cơ sở kinh doanh vào thứ Sáu. Hai lần đóng cửa nữa đã được thông báo vào thứ Hai, mỗi doanh nghiệp bị cáo buộc đã mua và bán thịt không được kiểm tra. Hiện chưa rõ số lượng thịt đã được bán hoặc là nơi phân phối. Cảnh sát đã từ chối bình luận về lý do tại sao mà AHS không được thông báo về cuộc điều tra cho đến tuần trước. Cảnh báo của AHS cho biết khách hàng của các doanh nghiệp được trích dẫn nên theo dõi các triệu chứng nhiễm vi khuẩn đường ruột chẳng hạn như là tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Những khách hàng đã mua thịt hoặc các sản phẩm có chứa thịt từ các doanh nghiệp nên vứt bỏ sản phẩm đó, bao gồm cả thức ăn thừa từ bất kỳ bữa ăn nào ở đó. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bao gồm Alta Hala Meat ở 6426, 36 Street North Unit 150 và 155, Bismillah Meat and Grocery ở 4250, 109 Avenue North East, Unit 4110. Madina Hala Meat and Grocery ở 4656 West Winds Drive North East, Unit 510. Maher Fresh Hala Meat ở 3517 tại 17 Avenue South East, Unit 101. Mediterranean Hala Meat and Deli ở A3917 tại 17 Avenue South East, Mustafa Madani Hala Meat and Grocery ở số 7 West Wing's Crescent North East, Unit 109. Sodassi Bazaar ở 55 West Wing's Crescent North East, Unit 131. Sodassi Foods and Catering ở 55 West Wing's Crescent North East, Unit 127. tỉnh bang british columbia tạm dừng luật pháp về tác hại trực tuyến trong bối cảnh thỏa thuận với các công ty khổng lồ truyền thông xã hội chính phủ tỉnh bang british columbia đang tạm dừng đề xuất luật về tác hại trực tuyến sau khi đạt được thỏa thuận với một số nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất để giúp mọi người trực tuyến an toàn hơn thủ hiến david fbi cho biết trong một tuyên bố chung với đại diện của các công ty meta tiktok x và snap rằng họ sẽ thành lập một bản hành động an toàn trực tuyến nơi họ sẽ thảo luận về các bước hữu hình nhằm bảo vệ mọi người khỏi những tổn hại trực tuyến. Ông FB cho biết các công ty truyền thông xã hội đã đồng ý hợp tác làm việc với tỉnh để ngăn ngừa tác hại, trong khi Meta cũng sẽ cam kết hợp tác với các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh BC để giúp phổ biến thông tin chính thức về thiên tai và các sự kiện khác. Thông báo tạm dừng dự luật là một bước ngoặt lớn đối với chính phủ sau khi ông FB tuyên bố vào tháng 3 rằng các công ty truyền thông xã hội nằm trong số những người làm sai sẽ phải trả các chi phí liên quan đến sức khỏe liên quan đến nền tảng của họ. Vào thời điểm đó thì ông FP so sánh tác hại của phương tiện truyền thông xã hội với tác hại do thuốc lá và thuốc phiện gây ra, nói rằng luật này tương tự như luật trước đây cho phép tỉnh kiện các công ty bán những sản phẩm đó. Ông FBI cho biết một trong những động lực chính dẫn đến luật nhắm vào tác hại trực tuyến là cái chết của Carson Cleland, 12 tuổi, ở Prince Edward Island, cậu bé đã chết vì tự tử vào tháng 10 năm ngoái sau khi trở thành nạn nhân của hành vi tống tiền trực tuyến. Quyết định tạm dừng dự luật phản ánh niềm tin của chính phủ rằng việc thu hút các công ty truyền thông xã hội vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng sẽ phục vụ cùng một mục tiêu là bảo vệ thanh thiếu niên và các cá nhân khỏi những mối nguy hiểm trực tuyến. Trong tuyên bố của mình, Thủ hiến tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc ưu tiên sự an toàn của các gia đình và cả trên mạng và trong cộng đồng đồng thời hứa sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để thực hiện nghĩa vụ này đối với phụ huynh tỉnh bang bc sắp tràn ngập xe điện đã qua sử dụng và đây là những điều cần biết trước khi mua khi nút thắt trong chuỗi cung ứng được nới lỏng thị trường đang chứng kiến làn sóng xa hơi đã qua sử dụng đặc biệt là xe điện ev mang đến cho người mua nhiều lựa chọn Việc tung ra hơn 60 mẫu xe điện mới để đáp ứng yêu cầu của chính phủ đã đẩy nhanh xu hướng này. Sự sẵn có của xe điện đã qua sử dụng, từng được coi là thị trường ngách, đang mở rộng nhanh chóng và khiến giá giảm. Trong khi xe điện mới có giá từ 45.000 đô la đến hơn 100.000 đô la, thị trường xe đã qua sử dụng có giá từ 25.000 đô la đến 35.000 đô la, giúp người mua dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, trước khi mua xe cũ, các chuyên gia khuyên là bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng đối với xe chạy bằng pin các yếu tố cần xem xét bao gồm mục đích sử dụng của xe, cơ sở hạ tầng sạc, tình trạng pin, chức năng và việc kiểm tra các bộ phận. Người mua nên làm quen với các tài nguyên trực tuyến như là Chart Hub và Plug Share để biết các vị trí trạm sạc và tìm kiếm hướng dẫn từ các chủ sở hữu xe điện hiện tại để giải quyết những rắc rối tiềm ẩn. Với việc chạy xe điện ngày càng trở nên phổ biến, việc tận dụng kiến thức cộng đồng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị cho người mua tiềm năng. Uber mở rộng đến Newfoundland and Labrador. Uber Technologies Inc. cho biết họ đã đưa nền tảng chia sẻ xe của mình đến Newfoundland and Labrador. Các dịch vụ của họ sẽ có mặt trên khắp Avalon Peninsula với St. John's là khu vực dịch vụ chính của khu vực. Công ty yêu cầu những người đi du lịch trong tỉnh hãy kiên nhẫn vì thời gian chờ đợi có thể kéo dài khi dịch vụ đi vào hoạt động. Độ tin cậy sẽ tăng lên trên toàn bán đảo trong những tuần và tháng tới khi có nhiều tài xế tham gia vào nền tảng này. Uber đã có mặt ở 140 đô thị ở Canada và hơn 10.000 thành phố trên toàn cầu. Bộ Y tế Canada cảnh báo không sử dụng bột Miracle Reds. Bộ Y tế Canada cho biết những người mắc các bệnh suy giảm miễn dịch như là bệnh AIDS hoặc là ung thư hạch bạch huyết, lymphoma nên ngừng dùng bột siêu thực phẩm Miracle Reds Superfood Powder chính phủ đã ban hành lệnh thu hồi ba lô sản phẩm của MacroLife Naturals vì nhãn hiệu của họ thiếu thông tin về những rủi ro khi sử dụng loại bột này. Bộ Y tế Canada cho biết những bệnh nhân đang điều trị bằng corticosteroid lâu dài cũng không nên dùng thuốc này, cũng như những người đang dùng các sản phẩm y tế có ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Những người mà đang mang thai hoặc đang cho con bú cũng không nên dùng bột siêu thực phẩm Miracle Red Superfood Powder nếu họ chưa hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Macro Life Naturals tiếp thị sản phẩm Miracle Red Superfood Powder như một nguồn cung cấp 19 loại trái cây và quả mọng có chứa men vi sinh, chất chống oxy hóa và enzyme. Sản phẩm được bán bởi một số nhà bán lẻ bao gồm Costco và Amazon. Rogers Communications ở Canada đã vượt qua ước tính của phố Wall về số lượng thuê bao không dây trong quý đầu tiên, với sự gia tăng nhanh chóng về dân số nhập cư của đất nước đã thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ của họ. Công ty đã có thêm 98.000 thuê bao điện thoại không dây thanh toán hóa đơn sòng hàng tháng trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. So với kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là số lượng bổ sung sẽ là 77.530. Dân số ngày càng gia tăng ở Canada do những người lao động nước ngoài tạm thời và người nhập cư đã làm tăng thêm nhu cầu về các công ty như là Rogers Communications, ngay cả khi công ty này phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ BCE. Rogers có trụ sở tại Toronto cũng đã được hưởng lợi từ những khách hàng mới quan tâm đến chi phí chuyển sang sử dụng các gói dịch vụ trọn gói và chiết khấu của họ với lời hứa về phạm vi phủ sóng mạng mở rộng. Trong quý được báo cáo, Dòng tiền tự do đã tăng 58% so với một năm trước đó lên 586 triệu đô la Canada. Tổng doanh thu của công ty đã tăng khoảng 28% lên 4,90 tỷ đô la Canada so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 4,92 tỷ đô la Canada. Doanh thu mảng truyền thông của chủ sở hữu Toronto Blue Jays này đã giảm 5% xuống 479 triệu đô la trong khi doanh thu phân khúc không dây thì tăng 8% so với một năm trước đó lên 2,53 tỷ đô la Canada. Nên làm gì khi bệnh viện thông báo rằng thông tin của bạn đã bị đánh cắp? Khi Nicole Wilson lần đầu tiên nhìn thấy một lá thư gửi từ bệnh viện Windsor Regional Hospital nói với cô rằng thông tin cá nhân của cô có thể đã bị lộ, cô Wilson đã bị hoảng sợ. Wilson là một trong 326.000 bệnh nhân bị đánh cắp thông tin trong một vụ tấn công mạng vào năm ngoái. Cô và nhiều người khác đã bắt đầu nhận được một thư từ một hoặc nhiều trong số 5 bệnh viện ở phía tây nam Ontario bị ảnh hưởng. Thông báo rằng thông tin của họ có thể đã bị rò rỉ trên trang web đen. Wilson nói tôi vẫn còn thắc mắc vì bệnh viện không thực sự cung cấp bất kỳ thông tin nào trong bức thư và nói rằng cô muốn biết chính xác thông tin có thể đã bị tiết lộ. Vào ngày 23 tháng 10, nhà cung cấp công nghệ thông tin Transform Share Services hỗ trợ bệnh viện khu vực Windsor Hotel Du Grace Healthcare Air Resource Healthcare Chatham Kent Health Alliance và Blue Water Health ở sanya đã bị trải qua một cuộc tấn công mạng bằng ransomware hệ thống máy tính tại tất cả các bệnh viện đã ngừng hoạt động trong vài tuần do tin tặc chiếm quyền kiểm soát và đánh cắp thông tin cá nhân của bệnh nhân và nhân viên những kẻ tấn công đã cố gắng yêu cầu các bệnh viện trả tiền chuộc nhưng các bệnh viện đã từ chối trả tiền kể từ đó thì các bệnh viện đã nỗ lực khôi phục phần mềm của họ và đầu tháng này cho biết họ sẽ bắt đầu thông báo cho những người có thông tin có thể bị ảnh hưởng điều gì có thể xảy ra nếu thông tin của tôi bị đánh cắp tội phạm mạng có thể sử dụng thông tin này để đánh cắp danh tính tống tiền và lừa đảo tội phạm mạng càng thu thập được nhiều thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác nhau thì chúng càng dễ xác thực và có nhiều khả năng đánh cắp danh tính thành công hơn nhưng trên thực tế, mọi thứ cũng phụ thuộc vào thông tin nào bị đánh cắp. Tên và email có mức độ rủi ro thấp hơn, trong khi số bảo hiểm xã hội, tức là số xin, thông tin ngân hàng hoặc thông tin sức khỏe nhạy cảm có thể khiến một người gặp rủi ro cao hơn. Những người bị đánh cắp thông tin sức khỏe nhạy cảm về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các thủ tục về sức khỏe tâm thần hoặc sinh sản có thể có nguy cơ bị tống tiền cao hơn. Vậy tôi nên làm gì? Các chuyên gia an ninh mạng cho biết bạn không thể làm được gì nhiều Tại thời điểm này, đã 6 tháng kể từ cuộc tấn công bằng ransomware và kể từ khi thông tin của bạn có thể bị sò rỉ trên trang web đen. Nếu có thông tin xác thực hoặc mật khẩu cho thông tin mà bạn biết là đã bị đánh cấp, chuyên gia khuyên là mọi người nên thay đổi thông tin đó và kích hoạt xác thực đa yếu tố, tức là Multi-Factor Authentication. Đây là biện pháp bảo mật buộc mọi người phải chứng minh chính bản thân của họ khi truy cập thông tin nhạy cảm nếu có liên quan đến thông tin ngân hàng, tốt nhất bạn nên thông báo cho tổ chức tài chính của mình biết. Vụ việc này có đang được điều tra hay không? Khi cuộc tấn công mạng diễn ra thì Transform cho biết nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành, bao gồm cả một cuộc điều tra hình sự và một cuộc điều tra của Ủy viên Thông tin và Quyền riêng tư của Ontario. Vào tháng 11, một cư dân ở Sanya đã đệ đơn kiện tập thể trị giá 480 triệu đô la chống lại cả năm bệnh viện và Transform vì thông tin bị vi phạm. hầu hết người dân tỉnh bang Ontario cần có thu nhập phụ hoặc là công việc thứ hai mới có thể mua được nhà. Ước mơ sở hữu một ngôi nhà ở một trong những tỉnh đắt đỏ nhất Canada tiếp tục xa tầm tay của hầu hết người dân Ontario. Một cuộc khảo sát mới tiết lộ rằng phần lớn những người mua nhà tiềm năng ở đây sẽ cần một hình thức thu nhập khác để mua bất động sản. Cuộc khảo sát trực tuyến với 2.824 người Canada từ 18 đến 64 tuổi được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 23 tháng 2. 50% cư dân Ontario được khảo sát cũng nói rằng lạm phát gia tăng khiến họ tiết kiệm ít hơn để mua nhà, trong khi 31% thừa nhận rằng họ phải hoặc là sẽ phải sống với cha mẹ lâu hơn để mua nhà. Bất chấp những thách thức về khả năng chi trả và áp lực lạm phát, ước mơ một ngày nào đó sở hữu một ngôi nhà vẫn còn tồn tại đối với hầu hết cư dân của Ontario. Trên toàn Canada, 60% người được hỏi cho biết họ tin rằng sở hữu một ngôi nhà hoặc là căn hộ chung cư là một khoản đầu tư tốt, tăng từ mức 53% vào năm 2023. Phó chủ tịch cấp cao chiến lược tài chính và nhà ở tại ngân hàng RBC cho biết, người Canada ngày nay phải đối mặt với rất nhiều trở ngại khi tìm mua nhà, cho dù họ là người mua lần đầu hay là đang tìm kiếm ngôi nhà tiếp theo, trong khi nỗi lo lắng về khả năng chi trả vẫn còn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhiều người mua nhà đang khám phá những cách tiếp cận khác nhau để thực hiện ước mơ sở hữu nhà của họ. Ở tỉnh bang Ontario thì 45% số người được hỏi cho biết họ cần xem xét lại thói quen chi tiêu và tiết kiệm để mua nhà, trong khi 68% đồng ý rằng ngày nay hỗ trợ tài chính từ gia đình là cần thiết để mua bất động sản. Chỉ có 30% những người được thăm dò ở tỉnh bang Ontario nói rằng họ có khả năng mua nhà trong 2 năm tới, trong khi 56% thừa nhận rằng họ có thể sẽ phải rời khỏi thành phố mà họ hiện đang sống để mua một ngôi nhà hoặc một tài sản lớn hơn. Tỉnh bang Alberta là tỉnh hạnh phúc thứ tư ở Canada. Alberta nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục và các thành phố sôi động, đã giành được vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các tỉnh hạnh phúc nhất ở Canada. Trong khi những thách thức vẫn còn tồn tại, bao gồm các vấn đề như là chất lượng không khí và sức khỏe tâm thần, Người dân Alberta vẫn tiếp tục tìm ra lý do để duy trì sự lạc quan của mình. Một nghiên cứu gần đây do Lucky Days thực hiện đã phân tích tám thước đo chính về chất lượng cuộc sống cho điểm trên thang điểm 10. Điểm hạnh phúc tổng thể của Alberta là 4,73, nằm trong top 5 tỉnh bang hàng đầu nhưng kém xa so với tỉnh bang Quebec, nơi chiếm vị trí hàng đầu với số điểm là 8,63. Hai tỉnh mà có xếp hạng trước tỉnh bang Alberta trong nghiên cứu là tỉnh bang British Columbia và Ontario đứng ở vị trí cuối cùng với số điểm là 3,27 là tỉnh bang Saskatchewan. Bất chấp những thách thức kinh tế như là lạm phát cao và thị trường nhà ở cạnh tranh, báo cáo chất lượng cuộc sống từ Tổ chức Y tế Calgary đã nhấn mạnh mức độ hạnh phúc gia tăng ở thành phố lớn nhất của Alberta qua từng năm. Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí sinh hoạt và sự ổn định tài chính vẫn tồn tại, đặc biệt khi chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng. Trong khi tỉnh bang Alberta đạt điểm 10 hoàn hảo về thu nhập trung bình hàng năm của gia đình, vẫn có những lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như là nhận thức về sức khỏe tâm thần đã có điểm thấp hơn đáng kể, cho thấy nhiều người dân đang phải vật lộn với các vấn đề như là sự cô đơn và sức khỏe nói chung. Một trong những trở ngại đáng kể nhất của tỉnh bang Alberta là chất lượng không khí. Khi tỉnh này đã đạt số điểm là zero Người dân của Alberta đã được cảnh báo về tình trạng hạn hán sắp xảy ra trong mùa hè sắp tới và khả năng hạn chế sử dụng nước ở một số khu vực của tỉnh. Chuyên gia khuyên du khách đến lễ hội hoa tulip ở Ottawa càng sớm càng tốt. Các chuyên gia làm vườn khuyên là du khách đến lễ hội hoa tulip Canada nên đến xem sự kiện tháng 5 sớm hơn vì ban tổ chức dự kiến những bông hoa này sẽ nở trước thời hạn. Lễ hội kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 5. Hàng trăm ngàn bông hoa tulip với nhiều màu sắc khác nhau sẽ nở rộ tại Commissioner's Park, gần hồ Dow Nhưng kể từ giữa tháng 3 thì người dân Ottawa đã nhận thấy hoa tulip mọc lên khỏi mặt đất trước thời hạn, điều mà các chuyên gia cho rằng là do thành tinh ngày càng nóng lên. Tháng 3 ấm áp cộng với việc không có tuyết phủ đang khiến cho hoa tulip nở sớm hơn. Lời khuyên của chuyên gia dành cho du khách là nên đi ngắm hoa tulip vào khoảng giữa lễ hội, giữa hai ngày cuối tuần. Các cuộc tuần hành LGBTQ+ sắp diễn ra trên khắp Canada. Các tổ chức trên khắp đất nước đang chuẩn bị cho những gì họ mô tả là cuộc vận động LGBTQ+ lớn nhất kể từ khi thúc đẩy bình đẳng hôn nhân. Theo kế hoạch, sẽ có các cuộc biểu tình trên khắp Canada vào tháng 5. Nhóm vận động đã đặt tên cho chiến dịch này là tuần hành động cầu vòng Rainbow Week of Action. Các cuộc tuần hành sẽ diễn ra tại Toronto vào ngày 16 tháng 5 và tại các thành phố bao gồm Calgary, Edmonton, Ottawa vào ngày 17 tháng 5. Nhiều sự kiện khác sẽ được tổ chức cho các thành phố và cộng đồng khác. Trong khi đó, thì các cộng đồng nhỏ hơn đang lên kế hoạch tổ chức các bữa tiệc potluck và pizza. Vương nữ Anne đến thăm Greater Victoria vào đầu tháng 5 Vương nữ Anne sẽ tới Victoria của tỉnh BC trong khuôn khổ chuyến công du Canada vào tháng sau. Công chúa hoàng gia là con gái duy nhất của nữ hoàng Elizabeth và hoàng tế Philip, đồng thời là em gái của vua Charles, sẽ đến thăm hiệp hội cưỡi ngựa trị liệu Victoria. Victoria Therapeutic Riding Association vào ngày 5 tháng 5 cùng với chồng của bà là ngài Timothy Lawrence. Chuyến công du Canada của cặp đôi hoàng gia kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 Toàn quyền và phó thống đốc vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về chuyến đi này. Annie Broadwell là chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cưỡi ngựa trị liệu Victoria cho biết, Vương nữ Anne là một vận động viên cưỡi ngựa tầm cỡ quốc tế, từng thi đấu tại Thế vận hội Montreal năm 1976 và là người ủng hộ nhiệt thành đối với hoạt động cưỡi ngựa trị liệu. Hiệp hội cưỡi ngựa đã hoạt động từ năm 1982, mang đến cho những người có nhiều khả năng khác nhau cơ hội trải nghiệm niềm vui khi cưỡi và ở gần ngựa là một phương pháp hỗ trợ trị liệu được công nhận những loại ếch có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện trên mẫu tem mới của Canada Post Canada Post vừa phát hành một loạt tem mới nhằm nâng cao nhận thức về hai loại ếch có nguy cơ tuyệt chủng ở đất nước ếch đốm oregon và cốc Fowler được hiển thị trên con tem đều nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Canada do áp lực từ hoạt động của con người, các loài xâm lấn và ô nhiễm. Cốc Fowler, Anaxirus Fowleri, chỉ được tìm thấy dọc theo bờ phía bắc của hồ Erie ở Ontario, thường là trên các bãi biển đầy cát và cồn cát. Cốc sống về đêm và sinh sản ở ao, hồ cạn và đầm lầy. Ít đốm Oregon, Rena Pratiosa, chỉ được tìm thấy ở Fraser Valley của British Columbia ở Canada. Tại Hoa Kỳ, Quần thể Ed ở California đã biến mất, nhưng Ed vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở Oregon và một phần của Washington. Canada ban hành cảnh báo du lịch đối với 8 điểm du lịch nổi tiếng, những điều chúng ta cần biết. Trước khi bay tới châu Âu hoặc là Nam Mỹ, bạn có thể sẽ muốn lưu ý đến những lời khuyên du lịch mới nhất của chính phủ Canada. Canada đã ban hành cảnh báo du lịch đối với một số điểm nghỉ mát nổi tiếng, cảnh báo cho du khách về rủi ro an ninh yêu cầu thị thực mới cũng như cảnh báo về thiên tai. Sau đây là 8 lời khuyên du lịch do chính phủ Canada đã ban hành. Thứ nhất là Indonesia. Chính phủ Canada đã cập nhật tư vấn du lịch đến Indonesia với thông tin về một vụ phun trào núi lửa gần đây. Kể từ ngày 16 tháng 4, 2024, núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi đã phun trào nhiều lần. Chính phủ cảnh báo rằng các vụ phun trào tiếp theo có thể xảy ra và cảnh báo sóng thần có thể được ban hành. Đồng thời việc vận chuyển và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu sẽ bị gián đoạn trong khu vực bị ảnh hưởng. Thứ hai là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất United Arab Emirates (UAE). Vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở UAE, gây thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Tư vấn du lịch của Canada dành cho UAE cảnh báo nguy cơ có sự gián đoạn đối với các dịch vụ bao gồm vận tải, phân phối điện, cung cấp nước và thực phẩm. Mạng viễn thông, dịch vụ khẩn cấp và chăm sóc y tế. Thứ ba trong danh sách là Ấn Độ, chính phủ Canada đã cập nhật khuyến cáo du lịch đến Ấn Độ trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Với các cuộc biểu tình có thể xảy ra trước, trong và sau cuộc bầu cử, giao thông và phương tiện giao thông công cộng có thể bị gián đoạn và lệnh giới nghiêm có thể được áp dụng mà không cần thông báo trước. Thứ tư là Hồng Kông. Chính phủ Canada đã cập nhật tư vấn du lịch đến Hồng Kông với thông tin về luật an ninh quốc gia mới được thông qua ở nước này. Theo cảnh báo, Pháp lệnh bảo vệ an ninh quốc gia năm 2024 và luật an ninh quốc gia năm 2020 đã mở rộng phạm vi vi phạm an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Theo chính phủ Canada, vi phạm an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động không được coi là bất hợp pháp ở Canada và xảy ra bên ngoài Hồng Kông, đồng thời có thể bao gồm các bài đăng trên mạng xã hội. Người Canada đi du lịch hoặc thậm chí quá cảnh qua Hồng Kông được khuyên nên hết sức thận trọng ở nước này do nguy cơ thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện. Thứ năm là Brazil. Kể từ ngày 10 tháng 4, 2025, người mang hộ chiếu Canada sẽ phải xin thị thực khi đến thăm Brazil, phải trả khoản phí 80 đô 90 cent Mỹ, tương đương 110 đô la 64 cent Canada Chính phủ Canada cũng cảnh báo người Canada phải hết sức thận trọng ở Brazil do tỷ lệ tội phạm cao và các vụ việc thường xuyên liên quan đến băng đảng cũng như các hình thức bạo lực khác. Thứ sáu là Jordan. Theo chính phủ Canada, kể từ ngày 13 tháng 10, 2023, các cuộc biểu tình liên quan đến xung đột đang diễn ra ở Israel, bờ Tây và giải Gaza đã diễn ra thường xuyên tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Jordan. Những nơi tụ tập chính bao gồm những nơi thờ cúng, đặc biệt là một số nhà thờ Hồi giáo ở Amman. Thứ bảy là Pháp. Paris sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024. Theo chính phủ, các sự kiện công cộng sẽ diễn ra trên khắp nước Pháp bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 và sẽ tiếp tục cho đến lễ khai mạc. Người Canada nên lập kế hoạch du lịch phù hợp và dự kiến sẽ có sự gián đoạn lớn về giao thông và di chuyển, đám đông lớn và các cuộc tụ hợp công cộng. Người Canada nên hết sức thận trọng khi đi du lịch đến Pháp do mối đe dọa khủng bố gia tăng ở nước này. Và thứ 8 trong danh sách là Panama, mặc dù người Canada được khuyên nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh thông thường ở Panama nói chung, nhưng họ sẽ muốn thận trọng cao độ khi đi du lịch ở Colón và một số khu vực của thành phố Panama do mức độ tội phạm cao. Người Canada cũng được khuyên nên tránh mọi chuyến đi đến các khu vực phía nam Matati ở tỉnh Darien tới biên giới với Colombia do mức độ tội phạm bạo lực cực kỳ cao. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7314 đô la Mỹ và bằng 0,6839 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.546 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 25.417 đồng Việt Nam giá vàng đang đứng ở mức 2.321,8 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.182 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới xin kính chúc quý vị một ngày an lành hoàng anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại